Lăng lòn ngoan. Ô, cá gì đây đây? Ô, đẹp thế nhỉ? Ô, phong cảnh hữu tình nhỉ? Cá gì đây đây? Cá gì con? Cho cá ăn đi. Con nhớ cho cá ăn đi. Nhưng mà ba không cầm đồ cho cá ăn. Đây có xuống đây không? Nước trong nhỉ? Cá coi này bình thường, không hiểu gì. Nước trong veo. Đây đi xuống thăm ai đỡ phải bươm. Con cá. Ý, làm cá quá. Ý. Chạp đó. 350 rồi. Kinh nhỉ. Qua mình thu nhập của người Việt như thế là quá cao. Không nhầm đi. Ô, con cá nhiều màu sắc. Cá này con này. Đây là con xuống chơi cá nhé. Con xuống à? Ui, con cá bơi, 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 bơi. Cá ơi, gà ơi. Đừng im nhỉ. Nhiều cá thế nhỉ. Ô, kia kìa. Kia con kìa. Con cá. Đây rồi. Bụng con cá này này. Wow. Ui, cá có râu. Cá có râu kìa. Con râu, râu, râu cá này. Con này giống cá tre mình con nhỉ. Con cá có râu này. Ừ, con cá này có râu này. Này. Con này. À, bên này cũng có con này à? Yêu ơi. Bên kia có con này nữa. Bên này nữa. Ôi quay. Cá này cá gì đây? Đố tay biết. Cá hổ khổng lồ. Ý. Cá pipigina đây à? À không phải, con đi tiếp con ơi. Đi tiếp nha. Đóng dấu phải. Đóng dấu nó đẹp đây. Ở đây có một cái cụ đánh dấu. Chúng ta sẽ đánh dấu. Đây là địa điểm đánh dấu cá nóc. Xấu lắm. Không đẹp lắm. Ừ, nó tự xoay à? Tay đứng mà. Thế giới thần tiên. Đi thôi. Chị đâu, con cá nữa này. Ui, con cá mini này. Mẹ cá nhỏ đây ạ. Ồ, cá nhỏ. Ui, con này nhìn như cá ấy này. Cá này gọi là cái gì? Cá này gọi là cái gì ta? Đây xem cá. Đây là cá mũi voi nha. Dạ. Đúng, sở hữu một vẻ ngoài rất là ấn tượng luôn ấy. Bắt con cá luôn. Bắt con cá luôn. Bà bắt con cá gì? Bà ơi, cá để bạn cá ở trong đấy con ạ. Để bạn cá trong đấy bạn sao? Ồ, bạn cá này đúng là độc đáo này. Cá giống cá voi em nhỉ? Đây là cá mũi voi đây. Cá mũi voi. Bắt con cá. Bắt con cá. Cá này chắc là đắt lắm. Hôm nay mình nhìn thấy hay nhỉ. Thôi, chúng ta lại đi tiếp.